Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2024. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng mạnh mẽ thiết lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Ba nhờ động lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm lãi suất trong tuần vừa qua. Đà tăng giá của kim loại quý này được duy trì dù cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la đều tăng mạnh. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng theo thị trường vàng thế giới lên mốc 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng ở chiều bán. Trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 tăng rất mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới gần mốc 82 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức khoảng 3 triệu 200 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 81 triệu 500 cho đến 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 80 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 81 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 31 triệu 389 nghìn đồng một lượng đến 80 triệu đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 33 triệu 889 nghìn đồng một lượng đến 81 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, bất chấp sự phục hồi của đồng đô la, tâm lý lạc quan sau khi
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất vào tuần trước, kết hợp với căng thẳng địa chính trị tiếp tục thúc đẩy đà tăng của vàng. Chiến lược gia trưởng ông Pat Milek của công ty TD Security nhận định với hãng tin Reuters, thị trường vẫn đang phản ứng với việc Fed cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào phiên ngày hôm thứ Tư tuần trước. Fed đã phát đi tín hiệu rằng họ không còn lo nhiều về lạm phát, sẽ làm tốt nhất để đảm bảo rằng thất nghiệp sẽ không trở thành một vấn đề của nền kinh tế Mỹ. Theo dữ liệu từ công cụ Fedwatch của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 11. Trong đó, khả năng hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 45,9% và khả năng hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 54,1%. Tuy nhiên, phát biểu ngày hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh tại Atlanta, ông Rafa Bosic nói rằng Fed không vội đưa lãi suất về mức trung tính vì các nhà hoạch định chính sách tiền tệ còn đang thảo luận sâu về việc lãi suất cần giảm bao nhiêu và với tiến độ như thế nào. Ông Milek cho rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng mạnh, thị trường sẽ tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất quyết liệt, điều đó sẽ có lợi cho giá vàng. Căng thẳng địa chính trị nóng lên ở Trung Đông cũng là một nhân tố quan trọng hỗ trợ cho giá vàng trong những phiên gần đây. Ngày thứ Ba, Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của phiến quân Hezbollah. Gần một năm sau ngày cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine bùng nổ ở dải Gaza, Israel đang tập trung nỗ lực vào khu vực biên giới của phía Bắc, nơi Hezbollah liên tục có các đợt bắn rocket vào lãnh thổ Israel nhằm ủng hộ Hamas. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, trong tuần trước, các quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng đã mua dòng khoảng 3 tấn vàng, một lượng mua dòng khá khiêm tốn. Giá vàng cao kỷ lục có thể là một trở ngại đối với nhu cầu của các nhà đầu tư. Hôm thứ Hai, báo cáo chỉ số quản trị mua hàng PMI tổng hợp của S&P Global cho thấy hoạt động kinh tế ở khối sử dụng đồng tiền chung giảm mạnh và bất ngờ trong tháng 9, với ngành dịch vụ gần như đi ngang, trong khi lĩnh vực sản xuất suy giảm mạnh hơn. Trong khi đó, hoạt động kinh tế của Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng ổn định dù ngành sản xuất tiếp tục trạng thái suy giảm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kiku News, đối tác quản lý Ryan McIntyre của Spot cho rằng vàng đang hoạt động trong môi trường thuận lợi và các yếu tố hiện tại trên thị trường đang đưa vàng đến mốc 3.000 đô la Mỹ một ao. Theo ông, nền kinh tế sẽ xấu đi trước khi cảm nhận được tác động của chu kỳ nới lỏng chính sách của Fed. Ông cho rằng việc các nhà đầu tư chuyển sang vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên cạnh đó, nỗi lo nợ công cũng là lực hút khác thu hút các nhà đầu tư vào vàng. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ đợi những bình luận từ các quan chức của Fed trong tuần này và dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu để rõ hơn về đường hướng chính sách tiền tệ trong tương lai. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.